xin chào mọi người đã đến với cái channel ngày hôm nay cũng bị phẩm chính hãng sắp bắt cấn. Hôm nay bột ngũ cốc giúp hỗ trợ giảm cân đã cập bến rồi. Hôm bữa là em giới thiệu cho mọi người là cái bột hũ là tăng size vòng 1, rồi cái bịch là bột là giúp giảm mỡ bụng giúp giảm mỡ bụng. Còn hôm nay thì là một cái bột giảm cân, tức nghĩa là nó sẽ giảm toàn thân luôn. Và dòng sản phẩm này thành phần của nó rất là đơn giản, đó là gạo lứt, yếu mạch, hạt chia, mè đen, cà phê, bột cacao nguyên chất và sữa bột tách béo. Đó, mọi người khi mà đọc xong là mọi người thấy là toàn là thành phần tự nhiên, không có một cái thành phần nào khác. Và sử dụng của dòng sản phẩm này cũng cực kỳ đơn giản, mọi người hãy là để là 100ml nước ấm pha với một muỗng cà phê bột và khuấy tan, và có thể là bỏ vào đá để vào sử dụng, hoặc là mấy chị uống ấm cũng được. Đối với em thì em hay thích uống ấm hơn, không có thích bỏ đá, nên trong cái mùa này á, mọi người uống cái dòng sản phẩm là bột giảm cân của mì nương này á, đảm bảo giảm rất là nhanh luôn, bởi vì nó sẽ ức chế sự thèm ăn của mình, giảm bớt những cái lipid, chất béo ở trong cơ thể, và đặc biệt là nó sẽ giúp những cái thành phần như là hạt chia, gạo lứt, yếu mạch, mè đen và sữa bột tách béo, nó sẽ giảm đi hoàn toàn cái lượng lipid ở trong cơ thể, và nó sẽ giúp cơ thể chúng ta được thon gọn hơn. Chỉ sau một liệu trình sử dụng thì mọi người có thể là giảm từ 2-3kg đó. Còn nếu mà mấy chị muốn giảm 10kg, 20kg thì sẽ theo một cái thời gian cũng rất là lâu, tức có nghĩa là cũng mất là từ 1-2 tháng đó, thì nó sẽ giảm cho mấy chị rất là hiệu quả luôn. Đối với dòng sản phẩm bột giảm cân này thì mọi người chỉ cần uống duy nhất vào buổi sáng trước khi 30 phút là ok rồi nha, không cần phải là uống một ngày 2 lần đâu, chỉ cần một ngày một lần duy nhất là 30 phút trước khi ăn sáng. Tuyệt vời lắm mọi người ơi. Đây là những cái dinh dưỡng, những cái hàm lượng cung cấp cho cơ thể, giúp cơ thể chúng ta sẽ có cảm giác no và không có sự thèm ăn, cũng như là sẽ giúp cho những cái mô mỡ nó sẽ được tan ra và cơ thể chúng ta được săn chắc đẹp hơn. Và những thành phần đó nó sẽ giúp cho chúng ta kháng lại những tế bào gây ung thư, cũng như là nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tăng được sức đề kháng. Thành phần hạt chia ở trong cái dòng sản phẩm này nó cũng sẽ giúp cho cái kiểu như là những cái làn da của chúng ta mà dạng như là đen sạm, hoặc là những cái làn da mà nó kiểu như là nó lão hóa da, mọi người có thể là sử dụng cái dòng sản phẩm này nha. Gạo lứt nè, trời ơi, gạo lứt là cái thành phần của nó cực kỳ tốt cho cơ thể luôn. Yếu mạch thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta giảm đi những cái lượng đường và giúp tăng cái khả năng là săn chắc da đó. Còn cà phê thì nó sẽ ngăn ngừa lão hóa rất là tốt. Nói chung là cái dòng sản phẩm này em nghĩ là tất cả các chị em phụ nữ nên sử dụng. Dù những chị phụ nữ đang có những cái bóc dáng cân bằng, muốn cơ thể chúng ta săn chắc hơn và làn da của chúng ta đẹp hơn, thì cũng đừng ngần ngại mua cái dòng sản phẩm này. Sản phẩm mì nương bột ngũ cốc rất là hot, và đây là một cái dòng sản phẩm em nghĩ cũng khá là thú vị khi mà mấy chị sử dụng hàng ngày, để đảm bảo được cái bóc dáng của chúng ta sẽ không bị tăng lên đó, không bị tăng cân. Rồi cái vị của nó cũng khá là đặc biệt, khá là ngon, nên hãy cảm nhận và thưởng thức ngay sau khi mà xem được cái video ngày hôm nay. Và mọi người ơi, muốn mua dòng sản phẩm bột giảm cân mì nương thì có thể là liên hệ sớm cho công ty bên em qua số điện thoại hotline là 0356605677, hoặc là 0355838057, hoặc là 0933766739 nha. Cái hộp này là 250g, và mỗi lần chúng ta chỉ cần pha với 100ml nước nóng, 100ml nước ấm kèm theo đó là một muỗng cà phê bột này thôi, thì em nghĩ một cái hộp như thế này thì chúng ta cũng phải sử dụng hết là một tháng nha. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy chứ xài một tháng mới hết. Mọi người ơi, nhanh tay sở hữu một vóc dáng đẹp, một làn da đẹp và sức khỏe thật là đẹp qua số điện thoại của bên em vừa mới cho mấy chị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và bye.